Tập 7. Cháu vừa về nước, cứ chuyên tâm làm tốt công việc của mình đi. Không cần cứ cách ngày lại đến thăm bà đâu. Từ góc độ chuyên môn, cháu nghĩ bà có thể ủy thác kinh doanh để Hưng An Lý ngày càng phát triển hơn. Ủy thác cho ai? Đương nhiên là cho cháu trai bà là cháu đây. Cả Mạch Thừa Hoang nữa. Lúc đó cháu sẽ mời cô ấy tham gia cùng. Cháu trai, cháu gái cùng làm, hợp tác cùng có lợi ạ. Chí Minh, bà thấy cháu vẫn chưa hiểu thế nào gọi là người một nhà. Nào, ăn cua đi. Bà nội, ăn ít cua thôi ạ. Cua có tính hàn, không tốt cho sức khỏe, cũng không có lợi cho việc dưỡng sinh. Nếu bà còn trẻ hơn mấy chục tuổi, cháu nói chuyện dưỡng sinh với bà thì để sống thêm vài năm, chắc chắn bà sẽ chịu làm. Nhưng năm nay bà hơn 80 tuổi rồi, chuyện dưỡng sinh để dành kiếp sau rồi tính. Nào, ăn cua đi. Chấm với giấm cực kỳ thơm. Vâng. Còn một chuyện nữa ạ. Mấy hôm nay cháu đã tìm hiểu về mấy phòng khám tư nhân đẳng cấp nhất Thượng Hải. Cháu định làm thẻ cho bà ở đó. Thế thì sau này nếu bà thấy không khỏe ở đâu, họ sẽ lập tức tới khám cho bà. Làm thẻ. Làm thẻ. Không cần. Đừng tiêu tiền vào việc đó. Cần ạ. Thế thì cháu mới yên tâm làm việc được. Bắt buộc phải tiêu tiền vào việc này. Thẻ gì? Bảo hiểm gì? Cái tên lừa đảo này. Cậu, bà ơi, mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ cháu đánh cháu trai ruột của bà. Cháu trai ruột. Xin chào. Sếp Diêu. Hai người quen nhau à? Mẹ ơi, đây là sếp Diêu, sếp mới của con. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Diêu Chí Minh, là cháu trai của bà nội. Bà ơi, cháu còn không biết hai người có quan hệ thế này. À, sếp Diêu, mặt anh không sao chứ? Có cần chườm đá chút không? Đó là túi gì thế? Sao thứ gì cũng có trong túi vậy? Tôi nghe nói mẹ tôi đánh người, nên mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường tới. Anh chịu một lúc để bớt sưng trước đi. Nào, ngồi xuống đi. Bà ơi, làm bà sợ rồi à? Bà ăn quả quýt đi. Tiểu Lưu này, sao con vẫn hấp tấp thế? Còn không biết điều bằng Thừa Hoang. Không phải đâu bà. Mẹ, lúc đó con nghĩ thế này. Bây giờ ngoài xã hội nhiều lừa đảo đa cấp lắm luôn. Con lo mà. Vì bảo vệ mẹ nên con mới ra tay đấy. Xin lỗi cậu nhé. Xin lỗi Tiểu Triệu nhé. Không sao, cháu họ Diêu. Tiểu Diêu. Vốn dĩ muốn để mọi người làm quen nhau từ lâu rồi. Nhưng Chí Minh nói sợ gây phiền cháu ở cơ quan, nên nó không cho bà nói. Tiểu Lưu này, con đi đường xá xa xôi tới tìm mẹ có việc gì nhỉ? Không có việc gì. Không có việc gì. Mẹ ơi, Hoang Hoang nhà con tới chỗ mẹ đã thể hiện tấm lòng của cả nhà bọn con rồi. Con, hôm nay con tới để chúc mừng. Hoang Hoang nhà con sắp cưới rồi. Nhẫn đâu? Tháo rồi. Tháo rồi. Sao lại tháo ra? Tại sao? Được rồi, Hoang Hoang, chồng chưa cưới vẫn là Tân Gia Lượng. Người giấu cháu đi xem mắt đấy à? Mẹ, chuyện này không trách Tân Gia Lượng được.
Mấu chốt là hôm qua nhà con gặp nhà Tân Gia Lượng rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mấu chốt là, để con nói mẹ biết. Mẹ ơi, mấu chốt là gia đình Tân Gia Lượng rất ngạo mạn, coi thường người khác. Họ biết nhà con không có tiền là bắt đầu bới móc hoang hoang nhà con. Con nhìn tức chết mất. Còn có mỗi đứa con gái, con thực sự không muốn người ta coi thường nó. Được rồi mẹ, thế con cho nó thêm ít của hồi môn là được. Đúng thế, đúng thế. Nhưng điều kiện của con và lão Mạch. Mẹ à, con biết mẹ thích hoang hoang nhất. Con nghĩ kết hôn là chuyện lớn cả đời. Mẹ có thể giúp nó thêm trong việc kết hôn này. Được rồi mẹ. Phải làm sao thì mẹ mới hiểu đây. Không phải vấn đề là bà giúp hay không, mà là người ta hôm nay coi thường nhà chúng ta thì ngày mai vẫn sẽ coi thường chúng ta thôi. Mẹ hiểu không? Hoàng Hoàng, nào, đi tắm nắng với bà. Xin lỗi nhé tiểu Tiểu Diêu. Bà ơi, tính mẹ cháu là thế. Bà đừng trách mẹ cháu nhé. Mẹ cháu chỉ sốt ruột chuyện cháu kết hôn thôi. Mẹ cháu sốt ruột không đồng nghĩa là cháu cũng sốt ruột. Tự cháu phải nắm rõ tình thế. Thực ra trong lòng cháu rất hỗn loạn. Tình cảm của cháu và Gia Lượng luôn rất tốt. Trước kia cháu nghĩ là chỉ cần hai chúng cháu cùng cố gắng thì có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau khi gia đình đôi bên gặp mặt thì cháu mới biết, trước kia cháu trẻ con quá. Kết hôn là sự dung hòa của hai gia đình. Tư tưởng hai nhà khác biệt nhiều thế, ngay ban đầu đã có nhiều mâu thuẫn như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều điều không thuận lợi hơn. Vậy cháu có can đảm đối mặt với những vấn đề này không? Cháu có. Nhưng cháu không chắc chắn Gia Lượng có can đảm giống cháu không? Bà ơi, gần đây càng ngày cháu càng thấy anh ấy khác với lúc ban đầu cháu quen. Vậy cháu mong bà giúp thế nào? Bà ơi, bà không cần giúp cháu. Chuyện này cháu phải tự giải quyết. Lúc nhỏ cháu mắc bệnh Kawasaki là bà bỏ tiền ra chữa bệnh cho cháu. Hơn nữa còn hết lòng chăm sóc cháu. Cháu đã cảm kích lắm rồi. Bây giờ cháu đã lớn, cháu muốn tự dựa vào bản thân, khiến người nhà sống tốt hơn chút. Đây cũng là điều cháu luôn cố gắng. Cháu chưa từng nghĩ tới việc cuộc sống cháu sẽ lên như diều gặp gió. Dựa vào việc kết hôn, chỉ là một bên là mẹ, một bên là Gia Lượng. Nhất thời cháu chưa nghĩ ra cách tốt hơn. Hoàng Hoàng, cái vòng tay này có độ trong suốt rất cao. Bà đã đeo nó hơn nửa đời người. Hôm nay bà tặng nó cho cháu. Không được đâu bà, cái này đáng giá quá, cháu không nhận được. Đây là vòng tay mẹ bà tặng bà. Bây giờ bà sẽ nói với cháu nguyên văn lời mẹ nói với bà. Hoàng Hoàng, lấy chồng hay không thì đều có khả năng trong tương lai cháu sẽ hối hận. Cháu cũng có quyền hối hận. Nhưng mà trong lòng cháu nhất định phải hiểu rõ bản thân cháu muốn gì. Cậu là thứ rác gì? Cô à,
cháu là rác thải nguy hại. Cô với chẳng cô, ai là cô của cậu? Tôi không có quan hệ gì với cậu. Cháu nhắc lại lần nữa ạ. Cái tên là Diêu Chí Minh, là con trai của con trai bà Trần Thục Trân với chồng cũ, là cháu trai ruột có quan hệ huyết thống với bà. Cứ huyết thống mãi. Huyết thống thì có gì hay ho? Thế sao bao năm cậu không xuất hiện? Ai mà biết cậu là thật hay giả? Có khi là mạo danh. Tuy cháu thường xuyên ở nước ngoài, nhưng cháu vẫn luôn giữ liên lạc với bà. Vậy giờ cậu về đây làm gì? Về đây lừa bà mua bảo hiểm à? Cậu, cậu còn bán bảo hiểm thật đấy à? Tên nhóc này vô lương tâm quá. Đó là bà nội ruột của cậu đấy. Thế mà cậu cũng không bỏ qua cho à? Tôi nói cậu nghe, bảy không có tiền gì đâu. Tôi nói cậu nghe tiếp, chúng tôi phụng dưỡng bảy đấy. Cậu không được bắt nạt bảy đâu. Sao cô biết trong tay bà chỉ có một ít tiền? Chưa biết chừng bảy giàu ngầm thì sao? Tôi đoán không sai mà. Nhìn cái vẻ của cậu, cậu nhìn nhìn đi, nhìn trái nhìn phải nhìn đi, lắm la lắm lét, không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Tôi nghiêm túc nói với cậu, bảy không có tiền gì đâu. Bảy chỉ có lương hưu, bảy trả tiền ở cho viện dưỡng lão, rồi tới Hưng An Lý ăn mấy bữa là không còn lại mấy đồng đâu. Cậu đừng ủ mưu với bảy, bảy không có tiền mua bảo hiểm đâu. Lẽ nào họ thực sự không biết tình hình thực tế của bà? Nè, tôi hỏi cậu, cậu mấy tuổi rồi? Cậu kết hôn chưa? Có con chưa? Loại người này mà cũng được làm sếp. Cô hỏi kỹ thế, định giới thiệu bạn gái cho cháu à? Tôi không rước vào cho người khác. Rước vào cho ai? Mẹ nói con nghe, vừa rồi vì để bảo vệ bà nội con, mẹ đã đắc tội với thằng bé kia rồi. Con cẩn thận chút nhé. Nhìn cậu nhóc này không giống người tốt lành. Đủ rồi đó mẹ. Mẹ còn nói tiếp nữa là con mất việc luôn đó. Sao người này còn không thèm đánh dạy cá giúp mình thế? Đúng thật là. Mau lên nhanh nào, nấu cơm. A Ngọc, về rồi à? Hôm nay ông về sớm thế. Tôi mua con cá vàng, bà nấu hay tôi nấu? Tôi nấu. Cá đang ngon lành, bị ông đun khét thì khỏi ăn mất. Để tôi. Sao kêu đánh dạy cá thế? Lúc mua thì bảo người ta đánh dây cá giùm. Sao hai mẹ con về cùng thế? Đi đâu rồi? Con với mẹ cùng đi thăm bà. Bà còn tặng con bé một cái vòng tay đấy. Qua đây, cho bố xem. Xem này, thế nào? Độ trong suốt cao lắm, không đẻ đâu. Mẹ, đây là thứ đồ quý giá nhất của bà, không liên quan tới việc nó bao nhiêu tiền, con phải giữ cho kỹ. Sao hai mẹ con lại đi gặp bà thế? Có gì đâu. Tôi phải nghĩ cách cho của hồi môn của Hoàng Hoang chứ. Tôi đã bảo bà rồi mà, đợi nhận được phí bồi thường phá dỡ nhà là có của hồi môn còn gì. Phá dỡ? Cứ phá dỡ mãi. Phá dỡ mấy chục năm rồi, đã phá chưa? Tôi nghe chán ngấy cả tay rồi đây. Tôi không thể để con gái tay không lấy chồng được. Được rồi mẹ, con biết mọi người đều lo cho con, nhưng kết hôn là chuyện của riêng con, để con tự quyết định được không? Hoàng Hoàng, con đi nghỉ ngơi đi. Chút nữa nấu cơm xong thì bố gọi con. Đi ngủ một lúc. Được rồi, để cá đó, chút nữa tôi nấu. Tôi đi thay đồ đã. Bà ơi, cháu sắp xếp cho bà một nơi có môi trường tốt để sống, rồi thuê riêng một cô giúp việc tới chăm sóc bà nhé. Không cần đâu, ở đây rất ổn mà. Bà cầm lấy cái thẻ này đi. Bà muốn mua gì thì cứ quẹt thỏa thích. Cháu biết bà không thiếu tiền, nhưng cháu chỉ muốn làm gì đó cho bà thôi. Bà chẳng thiếu gì hết. Bao năm qua thừa Hoang Hoang chăm sóc bà tốt lắm. Đúng rồi, thừa Hoang làm việc dưới trướng cháu có tốt không? Cũng ổn ạ. Cô ấy rất cố gắng ạ. Bà nói cháu nghe, người khác bà không quan tâm, nhưng cháu không được bắt nạt con bé. Tuy hai đứa không có quan hệ máu mủ,
Nhưng cháu vẫn phải gọi con bé là em gái mà. Bình thường phải chăm sóc cho nó nhiều hơn vào. Bà biết, cháu cũng không vô duyên vô cớ tới thăm bà. Cái này coi như là bà kiểm tra cháu đó. Bà nói đùa rồi, cháu làm gì có mục đích gì chứ? Không có thì càng tốt. Thế thì sống với nhau thật hòa thuận vào. Nghe bà hết ạ. Thừa Hoan, sếp Du, tôi giao cho cô đi xử lý một việc hết sức quan trọng. Sếp Diêu đang họp ở phòng tiệc dưới tầng 1. Tôi có một bản tài liệu rất quan trọng. Cô đưa cho anh ấy giúp tôi nhé. Bây giờ xuống luôn ạ. Đúng rồi, vậy có cần tôi chuyển lời gì với sếp Diêu không? Không cần, không cần nói gì hết. Gia đình tôi có chút việc gấp. Hôm nay ở trường con trai tôi có sự kiện mừng ngày lễ gia đình mà. Giống vợ tôi bảo là đến trường cùng con, nhưng công ty cô ấy có việc đột xuất nên không đi được. Tôi đành đi vậy. Nếu không thì tôi sẽ đích thân đưa tài liệu cho sếp Diêu. Không sao đâu sếp Du, cứ đưa tài liệu cho tôi. Anh đi đi. Đúng rồi, có thể mời sếp Diêu uống cốc cà phê. Tôi gửi tiền cho. Không cần đâu sếp Du, tôi tự trả được. Để tôi trả. Chào sếp Du. Việc quan trọng gì thế? Sếp Diêu ở ngay dưới tầng mà. Rõ ràng là trưởng phòng Chu tự đưa thiếu tài liệu, sợ bị sếp Diêu mắng nên mới bảo chị đi gánh tội thay. Được rồi, đừng bàn luận sếp sau lưng, cẩn thận bị nghe đấy. Giả lại tôi muốn xuống đó nghe xem mà. Vậy tôi sẽ mang cà phê cho cô. Lần trước chị được cầu hôn hoành tráng thế, định khi nào tổ chức lễ cưới? Hay là tôi giảm giá cho chị, chị giúp tôi tăng KPI nhé. Tới lúc đó sẽ tìm cô. Thu dọn giúp tôi nhé. Trên ứng dụng của tôi hiển thị là đặt hàng thành công rồi. Sao lại hết phòng? Nếu trong vòng 10 phút cô không đưa phòng cho tôi thì tôi sẽ lên chỗ quản lý các cô để khiếu nại cô. Xin lỗi chị ạ. Có lẽ là hệ thống bên phía chúng tôi có lỗi. Thực sự là không nhìn thấy thông tin đơn của chị ạ. Hiện tại đã hết phòng căn hộ sẵn sàng rồi. Xin lỗi chị ạ. Hay là chị xem tay cô có vấn đề à? Tôi nói lại lần nữa, nếu trong vòng 10 phút cô không đưa phòng cho tôi thì tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cô. Đuổi việc tôi cũng không có phòng. Xin lỗi, mọi người đừng quay nữa. Cảm ơn. Thái độ gì thế? Cô có biết ăn nói không đấy? Hôm nay tôi phải bóc phốt các cô để mọi người cùng xem loại khách sạn vô lương tâm như các cô thao tác lộn xộn không chuyên nghiệp cỡ nào. Chị ơi, đây là khách sạn Bodicelli. Chào chị, tôi là trưởng phòng phòng kinh doanh thị trường của Bodicelli. Tôi tên Mạch Thừa Hoan, để tôi phục vụ chị nhé. Mạch Thừa Hoan đúng không? Hôm nay cô bắt buộc phải xử lý việc này cho tôi. Nếu không tôi sẽ lên mạng bóc phốt các cô, để cư dân mạng cùng xem khách sạn các cô ăn tiền bẩn thế nào. Tôi rất hiểu tâm trạng của chị. Vừa rồi tôi nhìn vali của chị, chắc chị vừa về từ nước ngoài về. Ngồi máy bay đường dài suốt mười mấy tiếng, chắc chắn là mệt lắm rồi. Nếu đổi lại tôi là chị thì chắc chắn tôi cũng sẽ rất tức giận. Mười mấy năm rồi tôi chưa về nước. Lần đầu về nước chọn ngay Bodicelli các cô. Thế mà lại để tôi gặp phải chuyện mất hứng thế này. Vâng, tôi rất hiểu cho chị. Chị ơi, chị xem thế này được không nhé? Chị sang bên kia nghỉ ngơi một lát đã. Cá nhân tôi sẽ tặng chị một đĩa hoa quả, rồi lập tức xử lý vấn đề phòng mà. Nào, để tôi giúp chị. Mời đi bên này. Cầm đi giúp chị. Tôi nói cô nghe, tôi quay video suốt đấy. Cô đừng giở trò gì. Lúc nãy đã nói hết phòng rồi cơ mà. Tôi phải xem cô biến ra một phòng cho tôi kiểu gì. Tôi hiểu, tôi sẽ xử lý ngay cho chị. Chị đợi chút nhé. Bây giờ còn phòng không? Chị Thừa Hoan, gần đây khách sạn chúng ta có tiếp đón hội nghị. Chắc là đồng nghiệp bên phòng dịch vụ phòng sơ suất rồi. Thực sự chẳng còn phòng nào nữa. Có cách giải quyết chưa? Sẽ có ngay, chị đợi chút ạ. Chị đợi chút nhé. Sếp Diêu, đây là tài liệu vừa nãy sếp Diêu bảo tôi đưa cho anh. Và anh cũng thấy rồi đó. Bây giờ tình hình khá cấp bách. Tôi có một yêu cầu quá đáng thế này.
anh có thể nhường lại phòng tổng thống của anh không? Điều này không ổn nhỉ? Được, việc nghiêm trọng cô đi xử lý đi. Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ bảo họ giữ kỹ đồ cho anh. Anh chí công vô tư quá nhỉ? Tôi sẽ giải quyết xong ngay đây ạ. Sếp Diêu nhường phòng ra rồi, mà bảo người của phòng dịch vụ dọn dẹp đi. Nhất định không được làm hỏng đồ của sếp Diêu nhé. Dân chị Thu Hoang yên tâm. Chị ơi, đã giải quyết xong rồi ạ. Vừa rồi tôi đã xin ý kiến của cấp trên, anh ấy cũng từ nước ngoài về, vậy nên rất hiểu cho tình cảnh của chị. Do đó anh ấy đã chỉ đạo thăng hạng phòng cho chị lên hạng phòng tổng thống. Chị thấy hài lòng với cách giải quyết này không? Được thôi, nếu không có chị Thừa Hoang, hôm nay sẽ lớn chuyện đấy. Cảm ơn chị đã hiểu và thông cảm cho. Có lẽ còn cần một chút thời gian nữa để dọn dẹp xong phòng. Chị qua bên kia tôi ngồi với chị một lúc nhé. Mời đi lối này. Chị Thừa Hoang, về rồi à? Về rồi à Thừa Hoang? Thừa Hoang, sếp Chu, không phải tôi bảo cô mang tài liệu đến cho sếp Diêu à? Sao lại đi thăng hạng phòng thế? Đây là ý của cô à? Xin lỗi sếp Chu, tình hình lúc đó rất cấp bách, tôi đã tự quyết định. Làm tốt lắm. Khách hàng nữ đó đã viết một bài đề cử, đã được đánh giá lên trang đầu rồi. Hơn nữa còn chỉ đích danh cô để cảm ơn. Tự đọc đi. Tốt lắm, cô đã tiết kiệm cho chúng ta một món tiền truyền thông lớn đấy. Sếp Chu, lần này phải cảm ơn sếp Diêu. Nếu anh ấy không nhường phòng, tôi cũng không biến ra một cái phòng được. Nhưng sếp Chu, tôi thấy anh có thể bảo bên phòng dịch vụ phòng cải thiện quy trình đặt phòng. Thừa Hoang, chúng ta cứu quả là cứu quả, nhưng việc của họ thì vẫn phải để họ tự làm. Cô nghĩ xem, tôi lại đi nói chuyện của phòng dịch vụ phòng thì không phù hợp lắm, đúng không? Mà Thừa Hoang nói đúng. Nếu mỗi nhân viên trong công ty đều quan tâm đến sự phát triển của công ty như cô ấy, thì khách sạn của chúng ta còn cần phải lo không tốt lên được sao? Đúng đó, sếp Diêu nói đúng. Tôi sẽ đi gặp lão Lý của phòng dịch vụ phòng để nói rõ tình hình ngay bây giờ. Tôi đi trước đây. Sếp Diêu, hôm nay cảm ơn anh. Nếu tan làm anh không có việc bận, tôi mời anh uống cà phê để bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Được, tan làm gặp lại. Cảm ơn. Sếp Diêu, cà phê đây. Anh uống thử xem. Quán này tuyệt vời lắm. Cà phê rất ngon. Thế nào? Cũng được. Thực ra nếu cô muốn cảm ơn tôi thì chi bằng thứ bảy đi thăm bà nội ở viện dưỡng lão cùng tôi. Thứ bảy, thứ bảy tôi sẽ đi uống trà chiều với bà nội ở Hưng An Lý. Cô thường xuyên đến Hưng An Lý với bà nội à? Đúng thế, bà nội là khách quen ở đó. Bà rất thích trà, bánh ngọt và bánh pan mì ở đó, nên bà hay đến lắm. Quan hệ của cô và bà nội rất tốt à? Đương nhiên là tốt rồi. Bà ở bên tôi từ nhỏ, có thể không tốt sao? Nhưng hai người không có quan hệ máu mủ mà. Nhất định phải có quan hệ máu mủ thì quan hệ mới tốt được sao? Sếp Diêu, tôi xin mạo muội hỏi anh. Anh là cháu trai ruột của bà nội. Thế tại sao bao nhiêu năm qua nhà anh không có ai đến thăm bà nội? Vì sau khi kết hôn với bà, ông nội lại yêu người khác. Bà nội đã quả quyết ly hôn, cho nên ông nội đã đưa bố tôi và tôi ra nước ngoài làm ăn. Bà nội chưa bao giờ kể cho tôi chuyện trước kia của bà. Thường ngày trong bà dịu dàng, kiên cường, lạc quan, rộng lượng như vậy. Không ngờ bà còn từng trải qua chuyện như thế. Đúng thế. Lúc đó tôi còn nhỏ, cũng không làm được gì.
Thế sau này vào thứ bảy, nếu anh có thời gian rảnh thì chúng ta cùng đi thăm bà nội nhé. Được. Càng uống càng ngon. Đừng ngủ nữa, dậy đi. Đừng ngủ nữa. Dậy đi. An Ngọc, làm gì thế, tôi đang ngủ mà. Có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Ngày mai mang túi quà này đi gặp Tân Chí San. Gặp ai? Tân Chí San, bố Gia Lượng. Tôi đã gặp ông ấy bao giờ đâu. Tôi cũng không quen ông ấy. Gặp ông ấy làm gì? Bạch Lai Thiên, chuyện con gái kết hôn ông đã góp sức gì rồi? Ông tự nghĩ xem. Bảo ông đi gặp bố Gia Lượng mà còn chối đây đẩy. Tôi nói cho ông biết, chuyện này là chuyện quan trọng hàng đầu của nhà mình. Chuyện quan trọng như thế mà có sơ suất gì thì ông phải chịu trách nhiệm hết. Đây sao lại thành ra tôi chịu trách nhiệm? Được thôi, tôi đi, tôi đi. Tôi đi rồi nói gì? Thế này. Lên. Làm gì thế? Sợ quá. Ngồi lên chân tôi rồi. Sợ quá. Lần trước ăn cơm ông ấy không tới mà. Ông đi thăm dò ông ấy xem. Xem ông ấy nghĩ gì. Có thái độ như thế nào vì việc kết hôn của hai đứa. Ông đến đó là để bày tỏ sự chân thành của chúng ta, xoa dịu mối quan hệ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ông đừng ngủ nữa. Ông nghĩ thử trước trong đầu đã, xem phải nói thế nào. Biết rồi. Đúng là loại trà này, loại bánh này. Được chứ? Được. Ông đã thấy chưa mà bảo được? Ông nhìn rõ đã. Được chứ? Được thật mà. Xin chào. Xin chào. Xin hỏi chú tìm ai? Có hẹn trước không? Tôi không hẹn trước. Nếu không hẹn trước thì chỗ chúng cháu không cho vào ạ. Cô bé, cháu giúp chú chăm trước một chút. Chú là bạn của ông chủ các cháu. Thế thì vẫn phải hẹn trước ạ. Hôm nay thực sự là chú có chuyện rất quan trọng. Hay là thế này, chú chia cho cháu ít bánh. Cháu giúp chú nhé. Không cần đâu ạ. Chú phải hẹn trước thật mà. Cảm ơn nhé. Giúp chú đi. Không, chú không thể đi như vậy được. Chú còn như vậy nữa là cháu gọi bảo vệ. Sao vẫn chưa rõ thế? Chú có chuyện quan trọng. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, có chuyện gì thế? Xếp Tân, sao thế? Vì khách này nó là bạn của chú, nhưng chú ấy không hẹn trước. Ông là bố Gia Lượng đúng không? Tôi là bố của Mạch Thừa Hoan. Mạch Lai Thiên. Ai? Là thế này, mấy hôm trước hai nhà chúng ta gặp nhau rồi, nhưng ông bận không tới, cho nên không gặp được. Hôm nay tôi đến để thăm ông đấy. Ông là bố của Mạch Thừa Hoan. Đúng, bố Mạch. Sếp Tân, hôm nay anh đã hẹn gặp sếp Di của Việt Đạt. Hay là thế này đi chú, chú để lại số điện thoại, cháu sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sao? Được không ạ? Xin lỗi. Việt Đạt, hai người định đi gặp Diêu Chí Minh, sếp Diêu đúng không? Đúng, ông quen à? Quen, quen lắm. Không giấu gì ông. Bây giờ tôi đang lái xe cho cậu ấy. Hay là thế này đi, tôi đưa hai người đến đó. Vừa khéo tôi cũng phải đến công ty. Vậy được. Vậy bố Mạch, mời ông. Mời. Nào bố Mạch đi thôi. Bố Mạch đi thôi. Được. Sếp Tân, lần trước hai nhà đi ăn có xảy ra chút hiểu lầm. Chắc là mẹ Gia Lượng về nhà cũng đã kể cho ông rồi nhỉ. Tại vợ tôi, bà ấy nóng tính, cũng không biết ăn nói, cho nên đã xảy ra một ít xích mích. Thực sự xin lỗi. Tôi thấy Gia Lượng và Hoang Hoang nhà tôi, hai đứa chúng nó vẫn là có tình cảm. Vợ tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi. Bà ấy cũng cảm thấy
Hạnh phúc của các con là quan trọng nhất. Chuyện kết hôn chúng ta có thể bàn bạc thêm. Bàn bạc thêm. À này, bố Thừa Hoang, ông vẫn luôn lái xe cho sếp Diêu à? Trước kia là tôi lái xe cho Trương Bồi Sinh, sếp Trương. Sếp Diêu mới về nước. Sếp Trương đã tạm điều tôi sang cho sếp Diêu. Vậy thì sếp Trương và sếp Diêu đều rất tin tưởng ông. Kể ra cũng khéo, nhà chúng tôi và sếp Diêu còn có chút quan hệ họ hàng. À này, bố Thừa Hoang, thực ra chúng ta đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của bọn trẻ. Chỉ cần các con vui vẻ là tốt, đúng không? Về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế? Không phải xã giao nhiều thứ sao? Tôi đốt cho ông cốc nước. Hôm đó, lúc bà gặp người nhà họ Mạch, có phải đã có người đến tặng quà chúc mừng không? Đúng rồi, tặng một đôi đồng hồ. Người đó tên là Diêu gì đó. Diêu Chí Minh. Đúng, Diêu Chí Minh. Sao thế? Cậu Diêu Chí Minh này là giám đốc vận hành mới tới, phụ trách công việc đấu thầu. Quan trọng là cậu ta có quan hệ họ hàng với nhà họ Mạch. Nếu chúng ta duy trì mối quan hệ này tốt thì công việc đấu thầu sẽ ổn thỏa còn gì. Lần trước gặp, đôi bên không vui vẻ cho lắm. Cũng đúng. Thế bây giờ phải làm sao? Bà nghĩ cách mau chóng xoa dịu mối quan hệ với nhà họ Mạch. Chỉ cần việc đấu thầu có thể thành công thì cũng có thể đính hôn tạm trước đã. Được, tôi biết rồi. Được rồi, đừng lo. Chuyện này cứ để tôi làm. Tôi đi hâm lại canh gà cho ông. Chu Bảo Kiều, ngủ chưa? Sau này tôi về nhà rồi không cần bàn chuyện công việc nữa. Xóa lịch sử trò chuyện này. Đây là bàn làm việc của cậu. Cảm ơn đàn anh nhé. Em không học trường danh giá, nên trước khi đến đây em đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Em tin rằng em có thể được vào làm việc chính thức bằng năng lực của mình. Em cũng tin rằng có thể khiến các sếp chủ động chú ý đến em. Có chí khí ắt sẽ thành công. Cố lên. Là tôi. Thưa Tảo, đây là luật sư Lưu của công ty luật chúng ta. Sau này cậu cứ nghe anh ấy sắp xếp. Luật sư Lưu, đây là nhân viên thực tập của anh. Được, cố lên. Thế bên ấy nói sao? Thế à? Được. Chiều nay tôi sẽ qua đó. Xin chào luật sư Lưu, tôi là Mạch Thừa Tảo, đến đi thực tập. Sau này mong anh dạy bảo nhiều hơn. Tốt nghiệp trường nào thế? Học viện Hàng Hải Hộ Thân. Còn có khoa luật à? Tôi kém hiểu biết rồi. Từ bao giờ yêu cầu của công ty luật chúng ta lại thấp thành thế này rồi? Luật sư Lưu, nhưng lúc đi học, điểm trung bình các môn của tôi đều là trên 90. Hơn nữa còn có các giải chuyên ngành toàn quốc nữa. Điểm xuất phát thấp không sao cả. Nỗ lực là được. Cậu về đây với tôi, lấy tài liệu. Chiều nay gặp khách hàng cần dùng.
Mẹ Thừa Hoang, sao chị đi muộn thế? Chị đi sớm thế à? Tiểu Trương, bám theo chị phía trước. Vâng. Măng tây hôm nay được đấy. Xem nào, chị đến rồi à? 15 tệ nửa cân. Bao nhiêu? 15 tệ. Đắt thế à? Cô xem. Già lắm rồi. Cô xem đi. Tôi gì còn phải tách bỏ nữa. 10 tệ là được. Chị ơi, chị hạ giá ghê quá đấy. 15 tệ giảm còn 10 tệ. Còn cho tôi sống không? Thế là được rồi. Già lắm. Đừng như thế. Cái này 15 tệ nửa cân à? Cho tôi hay bó đi. Được. Đây là mẹ của Gia Lượng sao? Sao bà lại xuất hiện ở đây? Mẹ Thừa Hoang, khéo thế à? Tôi đang chuẩn bị đi thăm bà đây. Tôi muốn học làm nước tương cây bát bảo. Hoan nghênh chứ? Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Có cần tôi giúp không? Không cần đâu. Quần áo của bà là lụa thật nhỉ? Đắt lắm. Hơn nữa còn màu trắng, đừng làm bẩn. Mẹ Thừa Hoang, chuyện gặp mặt lần trước là tại Gia Lệ lỗ mãn quá, là tôi không dạy nó tốt. Nhưng tôi và bố Gia Lượng thực lòng thích Thừa Hoang. Nó thông minh hiểu chuyện, nhiệt tình chu đáo. Cô gái biết chăm sóc người khác như thế, bây giờ có cầm đèn cũng không tìm được. Đúng thế, Hoang Hoang nhà tôi thực sự rất giỏi giang. Điều quan trọng là con bé này hiểu lòng mọi người. Mấy năm qua thực sự là liên tục có người đến nhà tôi hỏi cưới. Cũng có không ít đứa có điều kiện tốt. Nhưng không biết tại sao con bé này lại chỉ thích Gia Lượng nhà bà. Nhưng điều quan trọng là dù sao nhà tôi cũng là gia đình nhỏ, không xứng với gia đình làm ăn lớn nhà bà. Sao lại thế chứ? Gia đình nhỏ có cái tốt riêng, ấm áp náo nhiệt, có hơi thở cuộc sống. Hôm nay tôi đến đây mới biết phong thái làm người khác thoải mái của Thừa Hoang là từ đâu ra. Là được bồi dưỡng ra từ những gia đình ấm áp, có tình yêu thương thế này. Không như tôi, tuy nhà cao cửa rộng, nhưng tôi thường chỉ ở nhà một mình, trong lòng cũng trống trải lắm. Đợi Thừa Hoang gả tới đó, nhà chúng tôi sẽ náo nhiệt thêm. Bà đừng đứng đó. Nếu bà không chê thì cứ tìm một chỗ mà ngồi. Không cần đâu, tôi xem bà làm như thế nào để tôi học. Không cần đâu, bà đi nghỉ ngơi đi. Thịt lợn không cắt bỏ bì à? Không được cắt bỏ bì đâu, phải ăn bì lợn. Sau khi nấu xong sẽ dai dai. Bà ăn được mè gà chứ? Ăn được. Cho thêm ít mè gà vào thì mùi vị ngon lắm, tuyệt vời luôn. Đảm bảo là ngon tuyệt. Điều quan trọng là có tôm. Các bà gọi là tôm đó, khử mùi tanh còn phải. Đúng rồi, không được đổ bỏ nước này, phải dùng tới đấy. Bà nghỉ ngơi đi, tôi xem. Nào, uống nước đi. Yên tâm uống đi, đã khử trùng rồi. Cảm ơn. Thời tiết đúng là bắt đầu nóng lên rồi. Mẹ Thừa Hoang, hôm nay tôi đến, ngoại trừ làm nước tương thì còn có một chuyện quan trọng nữa. Chuyện kết hôn của hai đứa. Đúng là còn rất nhiều việc phải lo liệu cho việc kết hôn. Chúng ta dành thời gian để nghiên cứu kỹ sau nhé. Chúng ta phải nghĩ cách để hai đứa nó có thể chấp nhận hai gia đình chúng ta và bạn bè họ hàng đều thoải mái. Tôi thấy bà cũng là người hiểu lý lẽ. Sau này hai chị em ta tính toán với nhau từng mục một, rồi sẽ tìm được một cách mọi người cùng vui thôi. Bà thấy sao? Đúng thế. Bố Gia Lượng bảo nhà bà quen với Diêu Chí Minh, sếp Diêu của tập đoàn Việt Đạt à? Nghe nói sếp Diêu hơi khó chung sống. Không dễ gì. Không phải là tính cách không tốt, mà là thực sự không dễ chung sống. Thằng bé này lớn lên một mình, ở nước ngoài từ nhỏ, vì mặt ứng xử nó không làm được.
Bà không biết đâu, thường ngày trong nó lạnh lùng lắm, không nói gì mà nói chuyện còn rất chói tai. Đúng là khéo quá, không giấu gì bà, doanh nghiệp nhà tôi vẫn luôn hợp tác với tập đoàn Việt Đạt. Lần này khách sạn đấu thầu, đổi thành sếp Diêu phụ trách. Chúng tôi không quen thuộc lắm. Nghe bố Gia Lượng nói, sếp Diêu này rất bí ẩn, mãi không gặp được. Còn nghe nói, cậu ấy hay nhắm tới nhà cung cấp mới. Tôi và bố Gia Lượng đều rất nhức đầu. Dù sao, tập đoàn Việt Đạt cũng là một trong những khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi. Chuyện, những chuyện làm ăn này thì tôi thực sự không hiểu lắm. Nói thế này cho bà hiểu nhé. Chúng tôi và Việt Đạt đã hợp tác rất nhiều năm. Nội thất của chúng tôi đều do cho nhà máy đặt theo yêu cầu của Việt Đạt. Bà xem, nếu mối làm ăn này đi tong thì số tiền rất lớn mà chúng tôi đã ứng trước sẽ thành công cốc. Hơn nữa, Gia Lượng và Thừa Hoang cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta làm phụ huynh, dù sao cũng không thể để Thừa Hoang vừa gả tới đã phải chịu thiệt thòi cùng nhà tôi. Chuyện này hay là nhờ lão Mạch, bố Hoang Hoang về nhà đã. Tôi suýt nữa tôi đã quên một chuyện quan trọng. Chuyện gì thế?